Chào mừng mọi người đã quay trở lại với H&A Academy. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái ứng dụng sẽ cực kỳ hữu ích và giúp cho các bạn bảo mật tài khoản của mình một cách tốt hơn. Đây là một cái ứng dụng do Google cung cấp và nó cực kỳ uy tín luôn, cho nên là các bạn không cần phải lo nha. Và ứng dụng này có tên là Google Authenticator. Google Authenticator là một phần mềm tạo mã xác minh dùng cho các bạn đăng nhập và bảo vệ tài khoản của mình. Một khi mà các bạn đã liên kết một cái tài khoản nào đó với lại Google Authenticator thì mỗi khi mà các bạn đăng nhập vào tài khoản hoặc là thực hiện một cái tác vụ quan trọng nào đó, ví dụ như là rút tiền, mua bán hoặc là trao đổi các tài sản ở trên các sàn giao dịch đó, thì các bạn sẽ phải đăng nhập, sẽ phải điền cái mã này do Google cung cấp thì các bạn mới có thể hoàn thành được các tác vụ đó. Và đây sẽ là một cái đoạn mã gồm có 6 chữ số ngẫu nhiên. Và có một điều đặc biệt đó là 6 cái chữ số ngẫu nhiên này á, nó sẽ có hiệu lực trong vòng 30 giây mà thôi. Và cứ mỗi lần hết 30 giây đó thì Google Authenticator sẽ tạo ra một cái đoạn mã 6 chữ số ngẫu nhiên mới. Và nó cứ thế tiếp tục liên tục. Google Authenticator sử dụng thuật toán kết hợp để có thể tạo ra được những cái đoạn mã xác minh này. Thì các bạn có thể hiểu đơn giản, mã xác minh nó giống như là mật khẩu sử dụng một lần vậy á. Tức là khi mà các bạn muốn đăng nhập vào một cái tài khoản đã được liên kết với lại Google Authenticator, thì bên cạnh cái việc là các bạn phải nhập mật khẩu của chính cái tài khoản đó, thì sau đó các bạn phải nhập thêm cái đoạn mã do Google Authenticator cung cấp cho các bạn nữa. Và nó chỉ có hiệu lực trong vòng 30 giây mà thôi. Và với 30 giây thì mình không nghĩ là có hacker hay là ai có thể gọi là hack được cái tài khoản, hack được cái mật mã đó để mà có thể đăng nhập vào tài khoản của các bạn được ha. Cho nên là cái việc bảo mật của nó sẽ cực kỳ cao luôn. Và khi mà các bạn đã tham gia vào cái thị trường crypto, GameFi hay là blockchain nói chung này rồi á, thì cái vấn đề bảo mật sẽ luôn là cái vấn đề mà các bạn được đặt lên hàng đầu, đúng không? Và đương nhiên là không ai là trong số chúng ta muốn những cái tài sản hay là cái thông tin cá nhân của mình bị lộ ra bên ngoài hay là bị đăng cấp, đúng không nè? Cái điểm nổi bật của Google Authenticator mà mình có thể kể tới như là: thứ nhất, tạo mã xác minh mà không cần kết nối Internet. Thứ hai, tương thích với nhiều nhà cung cấp, ứng dụng cũng như là tài khoản cần 2FA. Thứ ba, tương thích với hầu hết mọi thiết bị như là điện thoại chạy hệ điều hành iOS hay là Android và thậm chí là có trên cả Chrome. Thứ tư, hoàn toàn không cần trả phí. Thứ năm, chuyển tài khoản từ thiết bị này sang thiết bị khác cực kỳ đơn giản chỉ bằng mã QR. Cuối cùng, giao diện cực kỳ đơn giản, dễ thao tác và thân thiện với người dùng. Quá trình cài đặt và sử dụng Google Authenticator khá là đơn giản. Những bạn nào chưa biết thì hãy tiếp tục theo dõi cái hướng dẫn sau đây của mình nhé. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt nó ở trên điện thoại chạy hệ điều hành Android nhé. Bước 1, truy cập vào cửa hàng Play Store và tra cứu từ khóa là Google Authenticator, sau đó chọn vào tải về. Bước 2, mở ứng dụng ngay sau khi đã tải về thành công và chọn Get Started. Bước 3, sẽ có hai cách để cho các bạn thiết lập 2FA cho bất kỳ tài khoản nào, tức là xác thực dùng hai yếu tố đó. Một là các bạn sẽ quét mã QR, là scan a QR code để mà quét mã QR của sàn, hoặc là các bạn có thể nhập khóa thiết lập Enter a Setup Key của sàn vào. Vậy là xong rồi đó. Ngoài ra, nếu sau này các bạn muốn thiết lập thêm tài khoản nào nữa thì chỉ cần chọn vào dấu cộng ở góc màn hình để quét mã QR và nhập khóa là được. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt nó ở trên điện thoại chạy hệ điều hành iOS nha. Bước 1, truy cập vào App Store và tra cứu từ khóa là Google Authenticator, sau đó chọn tải về. Bước 2, mở ứng dụng ngay sau khi đã tải về thành công và chọn Get Started. Bước 3, tương tự như với điện thoại Android, các bạn sẽ có hai cách để thiết lập 2FA cho bất kỳ tài khoản nào. Một là quét mã QR, scan a QR code, hoặc là các bạn sẽ nhập khóa thiết lập Enter a Setup Key của sàn vào. Vậy là xong rồi đó. Ngoài ra, cũng tương tự như với điện thoại Android, sau này nếu như các bạn muốn thiết lập thêm tài khoản nào nữa thì các bạn chỉ cần chọn vào dấu cộng ở góc màn hình để quét mã QR hoặc là nhập khóa vào là được. Tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt nó ở trên Chrome nha. Thật ra thì Google Authenticator không có ứng dụng riêng dành cho PC ở trên Chrome. Tuy nhiên, các bạn có thể sử dụng một cái tiện ích khác có chức năng tương tự và nó có tên là Authenticator. Các bạn đừng lo, đây không phải là một cái ứng dụng scam hay là fake gì hết. Tuy là nó không phải là Google Authenticator nhưng mà nó cũng được sử dụng API do chính Google Authenticator cung cấp. Bước 1, vào trang chủ của Chrome Web Store, gõ Authenticator trên thanh tìm kiếm và chọn vào ứng dụng đầu tiên này. Sau đó chọn Add to Chrome để cài đặt Authenticator. Bước 2, đợi cho ứng dụng được cài đặt. Sau đó ở góc bên phải màn hình, các bạn nhấp chuột vào biểu tượng mảnh ghép như hình bên dưới và nhấp chọn vào Authenticator. Bước 3, các bạn lần lượt nhấp vào biểu tượng cây bút, sau đó dấu cộng và chọn Annual Entry. Bước 4, tại đây các bạn nhập tên gợi nhớ cho mã bảo mật này và nhập mã bảo mật, chọn OK để hoàn thành. Và đó là 3 cách cài đặt Google Authenticator trên 3 nền tảng khác nhau. Vậy còn cách sử dụng của nó sẽ như thế nào? Cùng mình làm ví dụ với tài khoản của Google nhé. Để kích hoạt xác thực hai lớp trên tài khoản Google của bạn thì bước 1, các bạn hãy đăng nhập vào tài khoản Google của bạn ở trên Chrome. Sau đó bấm vào biểu tượng ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải. Chọn Manage your Google account, quản lý tài khoản Google của bạn. Bước 2, ở cột bên trái các bạn hãy chọn Security.
kéo xuống phần Sign in into Google, chọn Two-Step Verification, sau đó chọn Get Started. Sau đó nhập mật khẩu cho tài khoản Google của bạn và chọn Next. Bước 3, hãy nhập số điện thoại của bạn, sau đó chọn hình thức nhận mã code và click vào Send. Bước 4, sau khi đã có mã xác minh, các bạn hãy nhập mã và bấm Next. Chọn Turn On để kết thúc quá trình kích hoạt xác thực hai lớp. Bước 5, tiếp theo tại Two-Step Verification, các bạn hãy scale xuống dưới và chọn Authenticator App. Bước 6, tới đây thì nó sẽ kêu bạn tải sẵn Google Authenticator trên điện thoại, cái mà mình đã hướng dẫn các bạn ở phần trên rồi ha. Sau đó các bạn chọn Setup Authenticator. Bước 7, trên màn hình sẽ hiển thị một cái mã QR code, các bạn hãy lấy điện thoại ra, mở app Google Authenticator, sau đó chọn dấu cộng ở góc bên phải dưới cùng, sau đó chọn quét mã QR, sau đó quét mã được hiển thị trên màn hình máy tính, và cuối cùng là chọn Next trên màn hình máy tính. Bước 8, hãy nhập 6 số được hiển thị trên Google Authenticator và chọn Verify. Với bất kỳ một cái tài khoản nào khi mà các bạn cài đặt 2FA xong á, thì nó sẽ xuất hiện một cái mã QR code đi kèm với lại một cái mã dự phòng. Nó giống như là cái backup code đó mọi người. Thì các bạn nhớ là hãy lưu lại thật là kỹ cái backup code này, phòng trường hợp mà các bạn bị xui rủi, bị mất điện thoại và muốn cài đặt lại 2FA thì các bạn có thể sử dụng cái cách này ha. Ví dụ như là với tài khoản Google đi, thì khi mà các bạn cài đặt 2FA xong, nó sẽ cung cấp cho các bạn 10 đoạn mã backup code. Thì các bạn sẽ có 10 lần để mà có thể khôi phục lại tài khoản của mình. Và các bạn có thể lấy được cái mã backup code này như sau. Các bạn hãy vào mục Two-Step Verification, chọn Setup trong phần Backup Code. Hộp thoại Save Your Backup Code xuất hiện với danh sách 10 mã dự phòng. Các bạn có thể in chúng ra và giữ ở nơi an toàn bằng cách là chọn Print, hoặc là tải về máy bằng cách là chọn Download. Hoặc bạn cũng có thể viết tay ra giấy xong rồi các bạn cất nó ở trong tủ lạnh chẳng hạn. Đó cũng là một ý kiến hay mà đúng không? Ok, và trong trường hợp mà xui rủi không ai muốn á, thì đây sẽ là cái cách để cho các bạn khôi phục lại tài khoản của mình. Và sau khi mà khôi phục xong á, thì các bạn cần phải cài đặt lại 2FA như sau. Bước 1, trên máy tính của các bạn, nếu như mà không có máy tính thì các bạn hãy tìm net đỡ nha. Hãy đăng nhập tài khoản Google của bạn. Và sau cái bước nhập mật khẩu á, thì Google sẽ yêu cầu bạn tiến hành 2FA. Nhưng mà do điện thoại của bạn lúc này đã bị mất rồi, cho nên là hãy chọn Try Another Way. Lúc này Google sẽ hiện ra cho bạn 4 lựa chọn để 2FA. Tuy nhiên, ba cách ở trên đều cần có chiếc điện thoại cũ thân yêu của các bạn, cho nên hiện tại thì ba cách đó vô dụng. Chỉ còn lựa chọn cuối cùng, đó là chọn Enter one of your 8-digit backup codes. Bước 2, điền một trong số các backup codes của bạn vào cái mà mình vừa kêu các bạn lưu lại bỏ tủ lạnh ở trên đó. Sau đó bấm Next. Bước 3, sau đó vào Manage your Google account, chọn Security, chọn Two-Step Verification và sau đó chọn Authenticator App. Bước 4, chọn Change Authenticator App. Lúc này màn hình sẽ hiển thị một cái mã QR để cho các bạn quét. Hãy dùng cái điện thoại mới tải và cài đặt như mình hướng dẫn ở trên cái phần đầu của video ha. Sau đó các bạn sẽ quét cái mã QR đang hiển thị ở màn hình máy tính này. Tiếp theo các bạn hãy bấm Next trên màn hình máy tính. Bước 5, nhập mã hiển thị trên điện thoại vào ô Enter Code trên máy tính và sau đó chọn Verify. Vậy là xong. Ok, và trong trường hợp mà các bạn không bị su cà na, tức là tự nhiên một ngày đẹp trời các bạn trúng số xong rồi đổi đời giàu có và lên đời iPhone 14 chẳng hạn, và các bạn muốn chuyển hết tất cả các tài khoản Google Authenticator đang được liên kết ở bên cái điện thoại cũ này sang cái điện thoại iPhone 14 mới đó, thì các bạn hãy làm theo các bước sau nhé. Bước 1, mở app Google Authenticator trên cái điện thoại mà bạn hiện tại đang dùng. Nhấp vào biểu tượng dấu 3 chấm ở góc trên bên phải, chọn chuyển tài khoản, export accounts, chọn tiếp continue. Bước 2, chọn vào những tài khoản mà bạn cần chuyển, sau đó bấm export. Lúc này Google Authenticator sẽ hiện ra một cái mã QR. Bước 3, dùng điện thoại iPhone 14 mới của các bạn để mà tải cái app Google Authenticator. Sau đó thì quét cái mã QR đang hiển thị trên cái điện thoại cũ. Sau đó bấm Done. Vậy là xong. Ok, và vừa rồi là mình đã giới thiệu cho các bạn tất tần tật về Google Authenticator là gì nè, cách cài đặt và sử dụng chúng trên nhiều nền tảng khác nhau ra sao, cũng như là cách khôi phục và chuyển tài khoản qua những cái thiết bị mới như thế nào. Hy vọng là nó sẽ giúp cho các bạn bảo mật những tài khoản của mình thật là tốt nha. Và nếu như các bạn còn bất kỳ thắc mắc nào về cái ứng dụng này thì hãy comment ngay bên dưới và mình sẽ giúp cho các bạn giải đáp nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye!